Trường Đại học Vinuni là ngôi trường đại học tư thục không vì lợi nhuận nhằm góp phần tạo ra đột phá trong giáo dục chất lượng tại Việt Nam, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Ngôi trường đi kèm với tổng vốn đầu tư lên tới 6.500 tỷ đồng từ tập đoàn Vingroup, trong đó 3.500 tỷ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và 3.000 tỷ dành để cấp học bổng tài năng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên cũng như bù lỗ vận hành cho 10 năm đầu tiên. Trường dự kiến sẽ khai giảng và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020 với những vòng tuyển đơn gắt gao để tìm ra được lứa học viên xuất sắc nhất. Để thực hiện hóa mục tiêu giáo dục của mình, ngay từ đầu Vinuni đã xây dựng trên những chuẩn mực cao nhất của thế giới về nghiên cứu, giảng dạy, việc làm và mức độ quốc tế hóa. Vinuni được định hướng sẽ đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng và xếp loại hàng đầu trong nền giáo dục đại học thế giới. Trường được xây dựng trên diện tích rộng 23 hectare, nằm trong quần thể đại đô thị VinCity Ocean Park ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dự án gồm tòa nhà chính, ký túc xá sinh viên, nhà thể thao, khán đài thể thao và khu kỹ thuật phụ trợ. Các phòng học, giảng đường đều được thiết kế linh hoạt, nhiều ánh sáng, nhiều không gian mở nhằm khơi dậy sự hợp tác, sáng tạo của giảng viên và sinh viên. Thư viện kỹ thuật số rộng 4.000m2 với nguồn tài liệu khổng lồ, hoạt động 24/7 là trái tim của Đại học Vinuni, là nơi ý tưởng cho việc học nhóm, nghiên cứu và bàn thảo các dự án khởi nghiệp. Toàn bộ tòa nhà đều được sơn nền màu trắng chủ đạo, đem lại ấn tượng về một khu thiết kế sang trọng, mang đậm phong cách châu Âu. Toàn bộ ngôi trường mang kiến trúc Gothic, đặc trưng bởi các trục thẳng đứng, gợi nhắc những cột đá La Mã hướng thẳng lên trời nhằm gửi gắm thông điệp. Ngôi trường là của ánh sáng tri thức. Điểm nổi bật là cụm tòa nhà chính cao 10 tầng với tháp cao 108 mét, lấy ý tưởng từ hình tượng đôi cánh tri thức. Khi nhìn tổng thể sẽ tạo ấn tượng đôi cánh đang dang rộng, bay cao, phản chiếu trên hồ nước rộng của quảng trường trung tâm. Không gian sinh hoạt hàng ngày, rèn luyện thể chất, giải trí cũng được Vinuni đầu tư tương đương với các đại học đẳng cấp thế giới. Ký túc xá có diện tích lớn theo mô hình 3 cùng, cùng học, cùng sống, cùng làm việc, với đầy đủ căng tin, phòng y tế, khu tự học, cửa hàng tiện ích và không gian thư giãn sau giờ học. Khu liên hợp thể thao có nhà thể thao diện tích 4.000m2, gồm bể bơi trong nhà chuẩn Olympic với kích thước 50m x 20m. Sân bóng, phòng gym và khu thể dục thể thao đa năng, sân vận động và khu thể thao ngoài trời. Đặc biệt, không gian trong trường học được thiết kế tạo nên một trường đại học xanh, nơi sinh viên có thể sử dụng trong bất kỳ thời gian nào. Vinuni là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận của Việt Nam, được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế. Vinuni có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa dồi dào, có trình độ cao, có kỹ năng tốt, có năng lực hành động và khát vọng cống hiến hết mình. Các nhân tài được đào tạo từ Vinuni không chỉ được kỳ vọng phát triển tối đa về tiềm năng của bản thân mà còn đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội và tác động tích cực tới nền kinh tế tri thức Việt Nam và toàn cầu.